Rồi, xin chào tất cả anh em Radio. Hôm nay cũng sắp Tết rồi. Ngày 29 tháng 12 và nhằm ngày mùng 4 tháng Chạp anh em ha. Thì hôm nay Khôi lại giới thiệu tới anh em một con 5 ly nhỏ nhất thế giới nha. Gọi là siêu mini luôn nha. Đến từ một hãng rất là nổi tiếng của Mỹ, đó là Eco, model là 3070, một trong những con đâm ly được rất 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 nhiều anh em săn đón, không chỉ là vì cái ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn mà là chất âm nội công thâm hậu của nó nha. Thôi không nói nữa, nói nhiều anh em lại nói Khôi là khoa trương, là mồm mép nha. Thì những anh em nào đã chơi qua thì rất là mong anh em sẽ comment cho ý kiến nha, góp ý. Thì hôm nay cái con này thì Khôi đã bán con thứ sáu rồi, trong các năm trở lại đây thì rất là anh em rất là hài lòng, đánh tốt các loa cổ Mỹ, kể cả loa ba tấc nhưng mà là dòng loa cổ, và trong đó đánh được AR4 thì không phải đối thủ mà là phải là AR2 nha, thì mới là đối thủ. Thì hôm nay Khôi sẽ quay cái clip chi tiết để anh em xem cái cấu tạo nội thất của nó. Bây giờ thì đây, Khôi đã tháo sẵn cái ốc vít rồi ha. Bây giờ Khôi sẽ rút cái nắp ra. Cái nắp của nó nắp zin anh em ha. Cái con này là chưa vệ sinh đây, còn rất là dơ này, còn rất là nhiều. Thì Khôi sẽ vệ sinh sau nha. Hàng ship eBay thì cũng tương đối đẹp nha. Đây, anh em xem cái phần nội thất của nó. Cái này còn dơ chưa chùi anh em ha. Thì cái này Khôi sẽ chùi sau nha. Đây. Thì con này được thiết kế tất cả là bốn con sáu sắc Rosea anh em ha. Thì trên này hai con này, tí nữa nằm dưới có hai con nữa là bốn. Tất cả các cái linh kiện rất là cao cấp. Đây tủ này anh em nha. Tủ ha. Tủ này thông số nó cũng khá lớn anh em. 50V DC. Tất cả các linh kiện nó là cao cấp nè. Đây là mị nồi anh em ha, nó là mị nồi. Ok, nguồn cũng khá lớn nha. Nguồn này nó được nằm ở giữa, đào sâu xuống nha. Rồi thì bây giờ Khôi sẽ quay cái phần bên dưới. Con này rất độc đáo anh em. Đây, con này hai mặt giống nhau anh em ha. Anh em thấy không, hai mặt thì giống nhau nha, mặt trên mặt dưới giống nhau luôn. Cũng chạy thêm hai con sò sắt này, cái nguồn này, các cái bo này giống nhau hết. Nên tại sao là nó hay là như vậy đó nè, cực kỳ hay luôn, thiết kế rất là cao cấp này, rất là cao cấp nha. Đây em thấy tủ của ông này, 1, 2, 3, 4 này, bên kia nữa nha, rất là nhiều tủ nha, nên nó rất là có nội lực, rất có nội lực. Để em quay cận cận thì em xem ha. Đặt lại bên này, đặt lại bên này. Đó, anh em thấy không? Tàu nè, tàu câu rất là to ha. Đó. Nên tại sao là nó có lực là vậy anh em nha. Có lực là vậy. Ok. Thì con này Khôi đã test với rất là nhiều âm ly rồi, nhiều loa rồi. AR4, AR2, một số dòng loa cổ cho chất âm là cực kỳ ấn tượng luôn nha. Và anh em còn lưu ý là con này nhỏ nhưng mà giá nó cũng không nhỏ tí nào. Thì bây giờ Khôi sẽ tranh thủ để test chất âm cho anh em cùng nghe. Đây, cái này cái nắp của nó này còn bụi này, cái này mặt dưới này ha. Thì bây giờ Khôi sẽ lắp lại, nhìn mấy cái chân rất là dễ thương anh em, dễ thương. Anh em đợi Khôi tí xíu nha, Khôi sẽ lắp lại luôn, tại vì mình lắp lại để đảm bảo an toàn, để nó tất cả các cái gì mình phải kỹ lưỡng anh em nha. Chơi đồ điện tử là nhớ lưu ý kỹ lưỡng thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Này, biết nằm trong nằm ngoài. Ok. Không để không tí. Rồi ha. Nó có mấy con ốc thôi. Anh em khó được hơn tí.
tất cả là ốc mì anh em ha. Này, ốc mì này. Nó nhỏ xíu mà nó toàn ốc dẹp không à. Rồi tôi chỉ lắp ba con thôi ha, để cho nó trụ cái chân thôi. Còn lại tôi sẽ rồi ok. Bây giờ thì sẽ mời anh em cùng với tôi để chuẩn bị nghe nhạc nha. Đây, tôi sẽ ghép với một cặp loa ba tấc để anh em cùng thưởng thức nha. Ghép luôn ba tấc cho anh em xem. University, cặp loa mà được mệnh danh được quý như là ca sĩ hát trước mặt nha. Đó. Bây giờ anh em đợi khôi chút xíu, khôi sẽ test chất âm. Rút kinh nghiệm những cái lần trước thì hôm nay khôi đã chuẩn bị dây giờ sẵn hết rồi nha. Thì hôm nay là chỉ việc cắm vào thôi. Đó. Chỉ việc cắm vào mình sẽ cho nó hát. Ok, trước khi mở thì mình nhớ là giảm volume ha. Mở nguồn. Rồi. Công tắc nguồn ở đây nè. Ủa, rồi thêm nguồn này ha. Đó. Ok. Để có chỉnh máy ha. Chỉnh máy ha. Xe máy mình cũng thử. Ok nè. Để xa xa tí nữa nha, để lấy hết cái cảnh cho đẹp nha. Rồi ok, bây giờ thì tôi sẽ mở test nhạc anh em cùng nghe. Đây. Chép rất là nghiền ha, đây này, em giảm rất nhiều. Sướt lên nè. Đó.
cái địa này lâu quá rồi này, anh em nhìn kinh khủng khiếp không, nó sướng rồi. Thì bây giờ tôi sẽ bật một cái khác đi ha, một cái khác đi. Bolero ha, trường buồn. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì thời lượng có hạn, khi quay cái phần nội thất nó quá dài, nhưng mà tóm lại là con rất là hay, rất là đáng chơi, và cái mức giá cho con này cũng rất là đẹp, chỉ tầm 7 triệu thì anh em có thể sở hữu nó, rất là hiếm gặp và rất là hay, rất là tuyệt vời. Rồi cuối cùng xin chào tất cả anh em, chúc anh em một buổi tối tốt lành.